Sau một tuần nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Dương Thái Tâm, 34 tuổi, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM tù chung thân và Trần Thị Ngọc Dầu, 30 tuổi, vợ Tâm, 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vợ chồng Tâm ngồi trên xe do người khác điều khiển đến khu vực ấp Nam Chùa, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thì bị công an phát hiện bắt quả tang hai vợ chồng này đang trên đường mang ma túy đi bán. Riêng người điều khiển xe máy đã nhảy xuống sông tẩu thoát. Tang vật công an thu trên tay của Tâm là giỏ sách có một trái dưa hấu, bên trong có 5 bịch ni lông ma túy đá, trọng lượng tương đương 0,5 kg. Tâm khai nhận mua số ma túy trên rồi ngụy trang vào trong ruột dưa hấu, sau đó rủ vợ đem đến huyện An Biên bán kiếm lời, nhưng chưa kịp giao cho người mua thì bị công an bắt giữ.